Hãy subscribe cho kênh Tham.
mình nuôi chim cút này ấy bầu. Anh bốt nhiều người gửi mua lắm á. Trời mưa. Đi chờ nửa cái được rồi.
Nghĩ nè. Hả? Nghĩ nè. Con nghĩ nha mời.
Văng hết trơn. Rắc rửa tay ra. Ăn no rồi thì đi vô trong kia đi. Nhiều quá. Thì con ăn xong thì con đi ngủ đi. Đi vô phòng. Lúc phòng ngủ đi. Gì rút hết nữa rồi. Không đủ hả? Lấy cái dây cút bự của anh. Dây cút bự hồi sáng còn hả? Còn. Còn lấy dây cút bự lại. Cho lấy giùm trong đi. Ở đâu? Trong cái tủ nhỏ, cái tủ khóa đó. Cái tủ mới đó. À, để trong cái hộp tủ kéo á, khóa đó. Cái khóa nó ở trên chỗ cái ấy á. Lấy nguyên cái đó ra luôn.
cái hộp á. Mày khoan cái gì? Ủa anh ngăn ra làm hai nha. Trời, tính ra cái này ốc nhóc con này luôn á. Mùa đó. Ủa rồi hồi sáng rồi. Để này nha. Rồi làm gì nó đầy hoài. Hồi sáng con chuột nó chết đuối ở trong á. Chết mẹ hết rồi đâu. Còn mấy con nè, con nhỏ nhỏ nhỏ. Nó đẻ ra mà. Nó đẻ đó. Là bên kia cho ba con ba con cho lấy trứng nhỏ vậy? Ba con này được rồi, ba con đẻ trứng. Ủa rồi sao ba con luôn? Lấy đẻ ấp á. Mà sao không để cái này vô luôn? Ủa rồi anh lót cái này không vậy hả? Ừ, lót vậy thôi. Ê, cái chân nó lòi ra nghe. Không có lòi. Rớt rồi mà. Lấy gì nhẹ nhẹ nhàng.
Mua da mũi trắng. Gì dí nha, trời ơi, con chuột nó dí, nó bắt con chuột. Con chuột chết hồi sáng đó, mấy con vịt nó dí nhau, con thả chuột. Luật trưởng nghe nói chưa? Ngủ như sợ hay mà. Trời ơi, dí hoài lên kìa. Bắt con chuột. Bắt được con rồi chứ. Yes. Bắt được con chuột không rồi chứ. Có đâu, con chuột chết rồi đó. Chuột chết rồi, xong mà một con thì tha, còn mấy con kia dí theo. Thank you.
Nếu con chiên này cho nó ăn nhiều quá thì nó bới không ạ? Mm-hmm.